Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Thế liên minh mới. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn Quang chương trình bày. Kính thưa quý vị, bước thứ nhì trong chuyến xuất ngoại của Tổng thống Donald Trump để vận động một thế chiến lược mới cho Trung Đông, đó là do Thái. Từ Saudi Arabia, ông bay thẳng đến Jerusalem thảo luận với Thủ tướng Netanyahu về liên minh mới cho Trung Đông, xây dựng trên sự hợp tác giữa Hoa Kỳ, Do Thái, Saudi Arabia và những quốc gia Ả Rập khác. Ý nói là những quốc gia Hồi giáo theo giáo phái Sunni. Thủ tướng Netanyahu ca ngợi sáng kiến của ông Donald Trump đã tạo điều kiện cho một nền hòa bình thực tế có thể thực hiện được. Yếu tố thực tế căn cứ trên số đông 90% tín đồ Hồi giáo theo giáo phái Sunni. Khối người vô cùng đông đảo đó trở thành đồng minh với lại Hoa Kỳ sẽ lật ngược thế cờ đang giằng co trên chiến trường nhận định của ông Netanyahu nghe hữu lý và giúp giải thích được chiều dài của chiến tranh Trung Đông. Dài đã 14 năm, tính từ năm cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông George W. Bush đem quân tấn công chính phủ Sunni của Tổng thống Saddam Hussein. Hai vị nguyên thủ quốc gia Mỹ do Thái tuyên bố là lý tưởng chung của hai nước cùng với những quốc gia Hồi giáo khác để chống lại cuộc chiến xâm lược của Iran và cam kết sẽ đánh bại bộ khủng bố Hồi giáo. Cho đến ngày hôm nay, bốn chữ khủng bố Hồi giáo chỉ dùng để chỉ định những người võ trang, bịt mặt, mặc quần phục màu đen, tín đồ của giáo phái Sunni. Ám số chuyên nghiệp của họ là CC, tức là cắt cổ. Họ hành quyết những người bị họ bắt bằng cách cắt cổ. Giờ này, Sunni trở thành đồng minh của Hoa Kỳ và họ sẽ đóng vai lính chính quyền, phục vụ chính nghĩa và tín ngưỡng của người Ả Rập. Những việc mà người lính Syria đang làm với sự yểm trợ của Hoa Kỳ một đường phóng viên có tên là Karen Dion đã viết trên tờ Washington Post mô tả ông Netanyahu là bí minh, tức là vẻ mặt tươi rói. Ca tộc ông Trump đã thay đổi toàn bộ phương trình chiến tranh Trung Đông. Nhận xét của bà Dion rất tinh tế. Ông Netanyahu còn ca tụng Trump giúp những quốc gia đang thù nghịch với nhau trở thành đồng minh để chống lại kẻ thù mới, Iran và những quốc gia Hồi giáo Syria. Đất nước của những người cùng đạo với lại người Iran. Thủ tướng Do Thái cho là chống khủng bố, đồng nghĩa với lại việc chống khối Hồi giáo Shia, bởi vì tối thiểu bốn tổ chức khủng bố gồm có ISIS, Boko Haram, Taliban và Al-Qaeda đã có liên kết với khối tín đồ Shia. Ông nói thêm, khai triển động ngộ của Tổng thống Hoa Kỳ đang làm thay đổi tương quan lực lượng trên chiến trường của Trung Đông. Nhiều lãnh tụ Hồi giáo cũng ca ngợi Trump giúp thực hiện những điều tưởng là không bao giờ thực hiện được. Ông Trump đến do Thái sau 2 ngày kinh lý tại Saudi Arabia, cung cấp cho quốc gia này số lượng vũ khí tối tân trị giá 110 tỷ mỹ kim và vai trò lãnh đạo khối Ả Rập Sunni. Trong cuộc chiến chống Iran, cuộc chiến mà do Thái sẽ đóng một vai trò đồng minh với khối hồi giáo Sunni đông đảo. Ông Trump cũng thấy nhược điểm của do Thái đó là chiếm đất Palestine và tìm cách xoa dịu uất hận của Tổng thống Mahmoud Abbas bằng hành động đến thăm ông vào hôm thứ Ba 23 tháng 5 2017. Nhìn nhận là tình hình căng thẳng giữa Palestine và Do Thái là vấn đề khó dàn xếp nhất thế giới và ông chỉ mệnh danh nỗ lực của ông là một cố gắng mới trong một cuộc bu tìm hòa bình giữa hai quốc gia. Sau khi tiếp xúc, thảo luận với lại cả hai lãnh đạo Do Thái và Palestine, thì ông Trump tuyên bố rằng Tổng thống Abbas cam kết với tôi là ông đã sẵn sàng làm mọi việc trong thiện chí hòa bình. Thủ tướng Netanyahu cũng hứa hẹn như vậy. Ký giả Ian Fisher đã viết trên tờ The New York Times là sau 28 giờ có mặt ở tại Jerusalem, thì ông Trump rời khỏi vùng đất tranh chấp với hy vọng lớn là hòa bình sẽ được tái lập, nhưng lại chưa có một kế hoạch nào để tái lập hòa bình. Ngày 24 tháng 5 2017, ông đến thăm giáo hoàng và hai nhân vật vô cùng khác biệt này đã cùng ngỏ lời chia buồn đến các nạn nhân trong vụ khủng bố giết 22 người ở tại Manchester của Anh Quốc. Bà Melania mặc áo đen dài tay, đầu Trevon. Giá hoàng hỏi đùa bà bằng tiếng Ý là bà cho ổng ăn những gì, rồi tự trả lời bằng câu hỏi thứ nhì, đó là Putiza phải không? Putiza là một thứ bánh ngọt được người Slovenia ưa chuộng. Bài báo này là bài thứ nhì tôi ca tùng quyết định thay bạn đổi đồng minh của Tổng thống Donald Trump. Thế đồng minh cũ là Hoa Kỳ đồng minh với lại khối người Iraq theo giáo phái Shia chống lại chính phủ Saddam Hussein, phái Sunni. Tín đồ Shia là một khối thiểu số 10% của tổng số 2 tỷ tín đồ Hồi giáo, 90% còn lại theo giáo phái Sunni. Nói một cách khác, thì từ tiếng súng đầu tiên phát nổ vào ngày 20 tháng 3 của năm 2003, Hoa Kỳ giao tranh với lại tương quan lực lượng 1 chống 10. Đồng minh với phe thiểu số khiến Hoa Kỳ phải chịu đựng một cuộc chiến tranh Trung Đông dài đã 14 năm qua, với một chiến phí lên đến 2.4 trillion, tức là 2.400 tỷ Mỹ Kim mà vẫn chưa rút được chân ra khỏi chiến trường các lún Trung Đông. So sánh con số, 2.400 tỷ chiến phí đã đốt cháy thành cho bụi với con số 110 tỷ vũ khí mà ông Trump hứa bán cho Saudi Arabia. Thì ông Trump mới đầu từ có 4.5% những gì mà Tổng thống Bush và Tổng thống Obama đốt trong chiến tranh Trung Đông. Đó là chưa nói đến việc vị Tổng thống xuất thân từ một doanh nhân không hề cho không biếu không cho phe Hồi giáo Sunni số vũ khí đó. Ông ta chỉ bán cho một nước rất giàu, Saudi Arabia, và sẽ thu hồi đủ tiền trị giá số vũ khí này. Cộng thêm thế làm bá chủ Trung Đông. Tôi ca tổng chiến lược Trump đồng minh với lại phe mạnh hơn trong hai phe Hồi giáo khiến chiến tranh Trung Đông có hy vọng chấm dứt. Tuy nhiên, chiến tranh sẽ không giải quyết tại Iran như là ông Trump toàn tính mà sẽ giải quyết ở tại Iraq. Thưa quý vị, chỉ cần Donald Trump cắt không viện trợ cho quân đội của Thủ tướng Al-Baradi là chế độ Shia tan rã và quân Sunni sẽ tiến nhanh vào Baghdad để tái lập chế độ Sunni bị gián đoạn 14 năm qua vì cuộc tấn công của Tổng thống Bush. Ca tộc một chiến lược đúng không giúp tôi thấy lại được một việc làm khác của Tổng thống Trump là đúng được. Một thí dụ, trong bản ngân sách 2018 thì ông Trump đề nghị cắt 1.4 trillion tiền Medicaid. Medicaid là chương trình trợ giúp những bệnh nhân nghèo đang tiến hành việc cắt Obamacare thì ông Trump lại chủ trương cắt tới Medicaid. Bao giờ ông cắt đến tiền thực phẩm của người Mỹ nghèo qua chương trình Food Stamp? Dự trụ ngân sách của ông Donald Trump là nền móng mới cho một kiến trúc Hoa Kỳ vĩ đại. Cắt 1.4 ngàn tỷ là ý muốn của Tổng thống và Quốc hội của Cộng hòa chỉ muốn cắt 800 tỷ. Cắt tiền thuốc men, y phí của những người vừa già, vừa nghèo và của 37 triệu thiếu nhi con già nghèo. Không có người công dân Mỹ nào không muốn muốn nước Mỹ hùng mạnh, Tuy nhiên, hình ảnh hùng mạnh của một quốc gia không thể nào là một cảnh một số đông người ăn không đủ no, bệnh không được bác sĩ chăm sóc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Thế Liên minh mới, bài viết do ký giả Nguyễn Đăng Thịnh biên soạn qua chương trình bay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.